Thì lúc buổi đầu giờ á, thì thầy có nói đến các em là cái chương 2 là chúng ta nói về các cái giai đoạn của một cái dự án. Thì đây là một cái dự án mà mình theo cái Mary's, theo tài liệu của Pháp, nhưng mà ở đây là nó cũng là tương tự như là cái một cái mô hình mình gọi là waterfall, mô hình thác nước nha. Thì mô hình thác nước thì nó sẽ qua các cái giai đoạn, từ xác định, yêu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế, thực hiện. Ở đây là mình viết chương trình đó, hen, rồi kiểm thử, rồi chấp nhận và vận hành. Trong cái tài liệu này thì nó không phải là nó tiếp cận theo cái hướng là các cái kỹ thuật mà chúng ta phải làm trong từng giai đoạn như thế nào. Thì các cái kỹ thuật đó thì các em trong từng giai đoạn, thì ví dụ như các em có thể tìm hiểu các cái tài liệu về thu thập và phân tích yêu cầu như thế nào, trong liên quan đến làm sao để thu thập yêu cầu, làm sao để phân tích yêu cầu. Thì các em, ví dụ như phân tích yêu cầu, thì các em có thể học các cái môn liên quan đến là ví dụ là UML, rồi phân tích thiết kế hệ thống, vân vân nha. Mà ở đây á, là chúng ta chỉ đọc và tổ chức để mà dưới cái góc nhìn là quản lý dự án, là trong đó chúng ta gồm những cái công việc gì và chúng ta cần phải lập những cái tài liệu liên quan đến từng cái công việc ở trong từng giai đoạn. Ví dụ như mình nói đến giai đoạn xác định đi, thì cái mục tiêu của giai đoạn xác định ở đây là mình phải hiểu đầy đủ các cái vấn đề của người sử dụng, rồi chúng ta phải ước lượng được cái giá, ước lượng được cái thời gian thực hiện. Trong cái phần này thì mình phải tìm hiểu và giải quyết các vấn đề người dùng, các cái quyết định khả thi, rồi đánh giá mức độ rủi ro, vân vân. Một số cột mốc chính, ví dụ như lúc nãy mình nói trong cái phần đó, mình quyết định đầu tư, hay là mình gọi là cái chọn lựa cái dự án nào đó, không, quyết định chọn cái dự án nào. Rồi trong cái phần này mình phải hoàn thành các cái tài liệu yêu cầu được người dùng thông qua, ví dụ như cái tài liệu mà hôm qua liên quan đến cái phần quản lý dự án, là cái tài liệu đặc tả đó. Thì cái tài liệu đặc tả đó phải được các cái bên liên quan duyệt, hay là gọi là các cái, ví dụ như là chủ đầu tư, người ta chấp nhận cái tài liệu đặc tả yêu cầu đó. Thì trong cái phần ở đây nó cũng viết hướng dẫn này, viết một cái đề cương dự án. Thì những các em có thể là tham khảo các cái tài liệu khi mà mình viết các cái dự án về nghiên cứu khoa học, hoặc là các cái dự án về triển khai các cái sản phẩm phần mềm tại doanh nghiệp, hoặc là tại một cái sở ban ngành, vân vân. Thì các em có thể xem các cái tài liệu, những buổi sau nếu có còn thời gian thì thầy sẽ giới thiệu ha. Rồi các cái nghiên cứu khả thi, vân vân ha. Thì đánh giá về mức độ rủi ro, thì trong cái phần này các em có thể đọc thêm, ví dụ như khi mà mình thực hiện dự án thì cái rủi ro có thể xảy ra là cái gì, cái khả năng xảy ra nó là bao nhiêu phần trăm. Khi rủi ro đó xảy ra thì cái mức độ tác động đến cái dự án là như thế nào? Cái mức độ cần quan tâm đến cái rủi ro đó, này, rủi ro xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết, và cái biện pháp, hay là mình cái cách thức để mà giải quyết rủi ro đó như thế nào? Cái chi phí cho cái giải quyết vấn đề về khắc phục rủi ro đó là như thế nào? Vân vân, mình phải lập. Trong cái phần ở đây á, thì kế hoạch thực hiện dự án, thì thực tế ra thì trong cái phần này đó, mình sẽ áp dụng các cái sơ đồ PERT, sơ đồ Gantt, để mà mình đưa ra một cái kế hoạch dự án. Rồi chúng ta cũng tính tính cái giá thành của dự án, thì cái bài hôm trước mình đã học rồi. Em rồi mình lập lập cái lịch biểu. Thì trong những cái bài tới mà liên quan vấn đề về quản lý thời gian thì chúng ta, và bài thực hành liên quan, thì chúng ta sẽ nói về vấn đề này.
Rồi khi mà mình nói về vấn đề về tổ chức thực hiện dự án thì chúng ta cũng có nhiều mô hình tổ chức. Ví dụ như ở trong đây thì mình có ba cái mô hình tổ chức. Một cái mô hình tổ chức là theo chức năng, nó gọi là functional. Thì ví dụ như là trong mình lập các cái phòng, ví dụ như là cái bộ phận lập trình nè, bộ phận thu thập và phân tích yêu cầu nè, bộ phận thiết kế phần mềm nè, bộ phận kiểm thử phần mềm, rồi bộ phận về nguồn lực, bộ phận về kế toán này, như vậy là mình thành lập theo dạng các cái phòng ban chuyên môn. Một cái dạng là mình thành lập theo cái dự án là project. Ví dụ như trong một cái doanh nghiệp thì họ sẽ thành lập một cái đội để mà chuyên môn phát triển các cái dự án cho sở ban ngành, một đội chuyên môn phát triển cho các cái trường đại học chẳng hạn như vậy, một đội chuyên môn phát triển cho doanh nghiệp. Chúng ta sẽ phát triển theo các cái nhóm dự án. Thì trong các cái nhóm dự án đó, họ sẽ có một cái đội ngũ, họ sẽ có một cái kế hoạch kinh doanh riêng, rồi tìm kiếm khách hàng, rồi phát triển tuyển dụng, tìm kiếm dự án ha. Hoặc là một cái mô hình trộn lẫn giữa có phòng ban chuyên môn và các cái nhóm dự án. Rồi cái phần thứ hai thì sẽ lướt nhanh qua ha, trong cái phần này về các em đọc thêm. Thì nói về cái giai đoạn phân tích thì ở đây là chúng ta phải xác định được các cái chức năng hệ thống. Thì chúng ta phải hiểu được các cái công việc này, ví dụ như là trong cái phân tích thì các em phải sẽ vẽ ra các cái sơ đồ UK nè. Nếu mà mình theo cái phương pháp là UML, rồi chúng ta phải viết các cái đặc tả cho các cái trường hợp sử dụng, vân vân. Trong cái phần thiết kế đó thì chúng ta có thể làm, nếu mà các em học đó, thì trong thiết kế nó có bốn phần. Ví dụ như là hôm trước đó thì có nói đó, thiết kế thứ nhất là mình nói về mình đi thiết kế về kiến trúc, nó gọi là hệ thống, system architecture. Cái phần công việc thứ hai trong thiết kế đó, là nó nói về thiết kế về dữ liệu, nó về data design. Trong cái data design ấy, thì nó thiết kế về database, và thiết kế về cái cấu trúc dữ liệu trong chương trình. Thì nếu mà mình thiết kế về database là cái thiết kế về cái cấu trúc cho cái cơ sở dữ liệu lưu trữ bên ngoài chương trình. Còn nếu mà mình nói về cấu trúc đó, là mình ví dụ như thiết kế về các cái sơ đồ lớp chẳng hạn như vậy, thì mình đặt cái cấu trúc xử lý ở bên trong chương trình. Hoặc là các em học cái môn cấu trúc dữ liệu là mình thiết kế về về danh sách nè, về ngăn xếp nè, về cây nè, vân vân ha. Và cái công việc thứ ba đó là mình thiết kế về 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 interface, ví dụ này, về thiết kế về giao diện giữa người sử dụng với chương trình, chẳng hạn như vậy. Rồi cái thứ tư, cái cuối cùng là mình thiết kế về thuật toán, hay là mình gọi là thiết kế về chương trình. Thì đó là cái giai đoạn về thiết kế ha. Thì trong cái giai đoạn thiết kế này, mình phải xác định các cái bộ phận, xác định chức năng của từng bộ phận và các cái mối liên hệ của từng bộ phận. Rồi các em đọc các cái tài liệu. Thì cái quan trọng trong cái phần này đó là làm sao chúng ta xây dựng được cái tài liệu thiết kế nha. Xây dựng được cái tài liệu thiết kế. Và khi mà mình xây dựng cái tài liệu thiết kế rồi, mình không chỉ dừng lại ở đây, mà cái tài liệu thiết kế này mình phải được thông qua. Có nghĩa là được chấp nhận, cái bản thiết kế đã được chấp nhận và dựa trên bản thiết kế đó để thi công. Thì các em coi về các cái cấu trúc về thiết kế, tài liệu thiết kế như thế nào ha. Đó là cái phần bài số 2. Rồi
Tiếp tục là mình thực hiện là mình viết chương trình. Cái phần thứ ba là cái kiểm thử. Thì trong cái kiểm thử ở đây chúng ta có thể có rất là nhiều, nếu mà các em phương pháp để kiểm thử dựa trên ví dụ như là phân tích về sơ đồ đường đi, rồi mình xây dựng các cái trường hợp kiểm thử, dựa trên đó mình xây dựng các cái trường hợp kiểm thử như thế nào. Rồi trong các cái trường hợp kiểm thử đó thì mình cũng phải đưa ra cái dữ liệu kiểm thử đúng hoặc là dữ liệu kiểm thử sai, vân vân. Thì trong trong cái kiểm thử này, ví dụ như mình có một cái hệ thống đi, mình cái một cái kiểm thử hồi quy ở đây nó minh họa cho chúng ta. Một cái hệ thống chúng ta gồm có bốn thành phần là ABC. Khi mà tích hợp hoàn chỉnh là hệ thống chúng ta như thế này. Trong đó thì chúng ta các cái hệ thống chúng ta được modun hóa thành các cái thành phần như là A, B và C. Khi mà chúng ta xây dựng từng thành phần này đó thì chúng ta đương nhiên là chúng ta kiểm thử từng cái thành phần này, chúng ta gọi là kiểm thử đơn vị. Và khi mà kiểm thử từng cái đơn vị chương trình xong đó, thì chúng ta sẽ tích hợp các cái đơn vị này lại. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ tích hợp A và B. Chúng ta thực hiện cái tích hợp A, B và mình kiểm thử trên cái module A, B này. Giả sử như cái module A, B này mà nó mọi việc mình nó là ok hết, nó tốt thì mình sẽ tiếp tục tích hợp C vào A, B để được A, B, C. Còn trong trường hợp ví dụ như A, B mà mình tích hợp nó kiểm thử mà nó bị lỗi thì lúc này mình sẽ quay lại kiểm thử B. Xác định xong B rồi thì có thể là mình quay tiếp tục mình quay lại kiểm thử là A, trong trường hợp mà B không có lỗi. Còn nếu mà AB kiểm thử ok mà mình tích hợp ABC ok nữa thì mình tiếp tục tích hợp D vào thì mình có ABCD mình kiểm thử. Trong trường hợp này nếu mà có lỗi thì chúng ta sẽ quay về kiểm thử là D trước, mà thành phần trước, rồi sau đó mình mới kiểm thử ABC. Thì đây là cái lưu đồ về cái quá trình hồi quy. Các cái phương pháp kiểm thử thì các em có thể hiểu như thế nào là kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen không? Thì đây, nếu mà mình hiểu thêm cái này thì trong dự án mình quản lý mình hiểu ha thì tốt. Còn không thì mình phải hiểu là trong cái các cái kiểm thử mình có thể mình sử dụng các cái phương pháp này. Thì thường kiểm thử hộp hộp trắng á, là mình kiểm thử dựa trên cái cấu trúc của chương trình, mình phân tích, mình ra các cái bộ dữ liệu kiểm thử, và khi mà mình đưa vào một cái bộ dữ liệu kiểm thử thì nó sẽ biết được nó đi theo cái nhánh nào. Chẳng hạn thì mình gọi là mình về kiểm thử theo cái dạng cấu trúc của bên trong. Còn kiểm thử hộp đen á, là mình không biết được cái bên trong nó xử lý như thế nào. Mình có một cái bộ dữ liệu kiểm thử và mình biết được cái dữ liệu kết quả. Khi mà mình bỏ cái bộ dữ liệu kiểm thử đó vô cái chương trình của mình, rồi nó cho ra kết quả, mình so sánh là cái kết quả mà nó giống với cái kết quả mà mình gọi là kết quả mong đợi đó, thì đó là trường hợp kiểm thử đúng. Còn trong trường hợp mà cái kết quả đầu ra của chương trình mà nó khác với cái kết quả mà mình đã được định nghĩa trước thì đó mình gọi là một cái trường hợp thất bại, hay là trường hợp kiểm thử nó bị sai. Và trong những cái trường hợp mà bị sai như vậy á, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân nó sai ở chỗ nào để mình phải khắc phục. Rồi trong cái quản lý dự án này đó thì trong cái giai đoạn kiểm thử khi mà mình bàn giao trước khi mình bàn giao cho khách hàng thì có một cái phần chúng ta gọi là kiểm thử về chấp nhận. Thì kiểm thử về chấp nhận này có cái sự tham gia của người sử dụng nha. Và cái kiểm thử này nó phải được xác lập bằng văn bản nha. Thì trong ở đây thì cũng có thể chia sẻ cho các em á, có một số cái trường hợp mà khi mà triển khai chương trình chúng ta tổ chức kiểm thử này nhưng mà lại lại không ký được cái biên bản bàn giao.
Thì trong trường hợp này, ví dụ như như chúng ta có một cái chương trình quản lý kế toán nhân sự tiền lương đi cho một cái công ty thủy hải sản. Chúng ta có thể thiết lập một cái buổi trước khi bàn giao cái sản phẩm đó cho một cái doanh nghiệp ABC, thủy hải sản ABC, thì chúng ta tổ chức một cái buổi có sự tham gia của đại diện ban giám đốc của công ty ABC hen, rồi đại diện của công ty phần mềm cùng các cán bộ kỹ thuật. Chúng ta có những cái trường hợp ví dụ như mọi chuyện mình gọi là nó lý tưởng hết, nó hoàn thành, nó chạy tốt hết, và chúng ta đưa cái biên bản bàn giao đó ra, ví dụ như cho ông phó giám đốc mà phụ trách về IT đi, ông ký, hoặc là ông giám đốc ông đại diện ông ký cái biên bản đó, chẳng hạn như vậy, để bàn giao, gọi là biên bản chấp nhận sản phẩm đó. Thì có đôi khi á, thì người người ký đó, người giám đốc, nhất là ông giám đốc, ông từ chối ký, ông nói ok, cũng mọi chuyện cũng cũng nói là hoàn thành hết, nhưng mà cái vấn đề này để có thể là anh xem lại rồi ký rồi gửi cho em sau, chẳng hạn như vậy. Theo mình, lúc mình bàn giao sản phẩm mà mình nghe như vậy thì có vấn đề không? Thì câu hỏi đặt ra ở đây, để mà giả sử như mình, khi mà mình bàn giao một cái sản phẩm và mình triển khai là kiểm thử, chấp nhận, và sau cái buổi đó, để làm sao mà khách hàng có thể an tâm để ký cái biên bản chấp nhận cái sản phẩm đó ngay sau khi kết thúc cái buổi kiểm thử chấp nhận. Ở trong đây cái công việc nè, hen, mình thực hiện kiểm thử theo kế hoạch nè, trình diễn các chức năng nè, hệ thống cho người sử dụng nè, phải ký xác nhận của người sử dụng. Đó, thì các cái công việc mà mình cần thực hiện là mình làm mọi chuyện ok hết trơn rồi, nhưng mà ký xác nhận này họ không ký. Và làm sao để mà mình có thể mình thuyết phục, có một cái cơ sở để cho khách hàng an tâm ký cái này. Nếu mà không thì thầy cũng chia sẻ luôn. Mình nói rõ sản phẩm và tính năng, hiệu quả của dự án mình dựa trên các cái điều khoản hợp đồng. Tất cả đều ok hết. Nhưng các em biết á, là thông thường khách hàng đó, được rồi, cái này để anh cho bộ phận kỹ thuật rà soát lại một lần nữa, rồi anh ký, rồi sẽ chuyển cho em. Chẳng hạn như vậy thì cái buổi ký đó, cái cuối cùng mọi chuyện đều đều tốt đẹp hết, nhưng mà đến cái khâu cuối cùng thì không có ký ngay cái buổi đó nha. Có gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì các em cũng nói về các cái điều khoản hợp đồng, các cái ràng buộc, rồi nói rõ sản phẩm. Nhưng cái điểm quan trọng đó, thì tất cả những cái này là mình đều phải thỏa mãn hết. Tuy nhiên á, thì các em chú ý ở đây nè, các cái tài liệu cần hoàn thành là biên bản xác nhận của người sử dụng về các chức năng của hệ thống. Thì thầy nói rõ hơn trong cái buổi, mình không chỉ là mình trình diễn các cái chức năng, mình thấy các cái chức năng nó chạy tốt là nó xong, mà chúng ta cần phải chuẩn bị cái biên bản này rất là quan trọng. Rồi biên bản chấp nhận sản phẩm theo đúng yêu cầu. Cái việc demo một cái sản phẩm trong một cái buổi thì nó không thể nào nói lên được nhiều việc. Khi mà các em thực hiện các cái hợp đồng, các em phải 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 trước khi mà mình gọi tổ chức một cái buổi lễ mà mình ký kết, rồi gọi là xác nhận cái chấp nhận cái sản phẩm, thì các em cần phải làm việc triển khai cái hệ thống và làm việc với những cái người sử dụng này nè. Ví dụ như làm việc với bộ phận kế toán, mình triển khai cái, và bộ phận kế toán đã dùng thử, họ xác nhận tất cả các cái tính năng đã chạy tốt nè. Rồi bộ phận nhân sự tiền lương họ phải xác nhận các cái chức năng, có nghĩa là mình phải có những cái biên bản của người sử dụng cụ thể. Ví dụ như trong trường hợp đó là anh trưởng phòng kế toán, anh trưởng phòng nhân sự, anh phải có ký xác nhận, cái phần này đã triển khai, tụi em đã kiểm tra, nó dựa trên cái biên bản. Và khi mà mình
mình trước khi mình tổ chức là trong tay mình phải có những cái biên bản đó, rồi cái buổi mà mình kiểm thử này là giống như là một cái thủ tục, chúng ta trình bày demo, có cái buổi có cái sự tham gia của đại diện của các cái bên liên quan, và khi mà họ ký thì dựa trên cái biên bản này đang có xác nhận thì có đầy đủ các cái hồ sơ, các cái biên bản từng phần thể thì cái người ký sẽ an tâm. Còn họ chỉ xem qua một cái buổi như vậy thì để ký cả một cái sản phẩm lớn thì rất hiếm khi người ta chấp nhận người ta ký. Thì các em chú ý là các cái biên bản này cần hoàn thành. Rồi các em về xem thêm về cái vai trò của người quản trị ha. Thì trong này mình phải sắp xếp rồi tổ chức đôn đốc kiểm tra trước khi mà chúng ta tổ chức cái buổi 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 kiểm thử chấp nhận đó. Cuối cùng là giai đoạn vận hành. Thì giai đoạn vận hành đến đến đây là mình sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống và mình chỉ triển khai trên diện rộng. Thì nó có nhiều vấn đề, nhưng mà thầy muốn nói đến cái phần về triển khai một cái hệ thống trên diện rộng là như thế nào. Thì ví dụ như mình có một hai điểm sử dụng thì không sao. Trong một cái công ty thì ví dụ như một bộ phận kế toán thì mình triển khai bộ phận kế toán, rồi bộ phận nhân sự, tiền lương, rồi vân vân, mình triển khai từng phần từng phần. Tuy nhiên ví dụ như mình dùng một cái hệ thống mà trong một cái công ty, thầy có thể lấy một cái ví dụ mà thầy đã trải nghiệm thực tế đó. Thì cách đây cũng khá là lâu, có một cái dự án nó gọi là 113 tin học hóa quản lý hành chính. Thì đó là một cái dự án mà đầu tư về các cái trung tâm gọi là trung tâm thông tin tích hợp dữ liệu và triển khai các cái phần mềm hành chính công trên 63 tỉnh thành. Nó ở khoảng những năm khoảng 2013. Hai lẻ ba, hai lẻ tư, cũng khá là lâu. Thì các em biết á, là ở đó thì trường Đại học Cần Thơ có trung tâm công nghệ phần mềm, họ nhận triển khai cái phần mềm trong cái dự án 113 đó ở các cái tỉnh là Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng và Kiên Giang. Thì các em biết là triển khai và đồng loạt có một tất cả trên 63 tỉnh thành như vậy thì các em có một cái đội ngũ rất là hùng hậu để mà triển khai. Tuy nhiên khi triển khai thì trong vài ngày đầu thì được nhận thông báo, đối với bản thân của thầy thì nhận thông báo từ các cái nhân viên trong cái trung tâm phần mềm ở các cái tỉnh báo về với những cái lỗi đó giống hệt nhau. Và khi họp thì tất cả những cái đội triển khai ở những tỉnh khác nó cũng gặp vấn đề như vậy. Dự án đó thì lúc đó thì phải dừng lại một thời gian triển khai, và cuối cùng thì cái hệ thống triển khai nó không thành công. Cho nên một cái câu hỏi đặt ra, khi mà chúng ta triển khai một cái hệ thống mà trên nhiều cái điểm sử dụng như vậy thì chúng ta phải triển khai như thế nào? Lỗi là lỗi về phía nào, về phía kỹ thuật của mình hay là lỗi về bên cái nhu cầu Lỗi sử về dụng của kỹ thuật em, lỗi về kỹ thuật nó có hai cái vấn đề như thế này nữa, để thầy nói thêm về cái dự án đó. Nó có hai vấn đề. Thì khi cái thực hiện cái dự án này đó thì công việc đầu tiên là họ xây dựng cái trung tâm tích hợp dữ liệu và họ mua sắm hàng loạt các cái máy móc, nhưng mà lúc đó họ chưa có cái phần mềm. Họ làm một phần mềm cả năm sau rồi thì mới bắt đầu triển khai phần mềm. Thì lỗi đó xảy ra một chỗ phần cứng để lâu quá nó vận hành nó không có trơn tru, một số cái phần cứng nó bị hư. Nhưng mà cái lỗi mà nó giống nhau, rất là giống nhau, là cái phần mềm nó bị lỗi. Lỗi là ở cái đơn vị xây dựng cái hệ thống thông tin đó đó, xây dựng cái phần mềm, cái sản phẩm phần mềm.
À, lỗi chỗ trung tâm công nghệ phần mềm của Đúng rồi. nhưng mà trước đó là mình không có dùng, mình không có làm cái công tác là đi khảo sát trước rồi mình lên kế hoạch như mấy cái đã người nhu cầu cứng có thể đáp ứng được cái hệ thống này rồi mới đề xuất mua phần cứng. Hết em, có hết, có hết. Rồi bạn bạn nào có ý kiến mình có thể mình trao đổi cùng thảo luận với nhau, các em cứ việc có ý kiến. Cái trung tâm công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ mình là cũng là một cái trung tâm phần mềm có tiếng ở cả miền Tây, mình thấy sao gặp gặp khó về cái việc đó. Lúc đó là do trình độ tri thức kỹ thuật của mình chưa có đủ để làm cái dự án đó. À, không phải em, cái ở đây á, là trung tâm công nghệ phần mềm của trường Đại học Cần Thơ đó, là đơn vị để làm một cái bên để mà nhận hợp đồng triển khai từ một cái công ty mà trúng thầu ở ở của dự án. Chứ mình không có phát triển, mình không có viết ra cái phần Mình mềm không phát đó. triển mà mình chỉ triển khai thôi. Mình cài đặt về đào tạo người sử dụng. Nhưng mà khi mình cài đặt á, thì cái phần mềm nó bị lỗi. Mà lỗi này thì nó xảy ra giống nhau trên 63 tỉnh thành. Thì chắc cái đó Rồi Úc, có rồi thể là em người nói đi. ta chắc cái đó sử dụng cái công ty viết này, người ta thấy sử dụng là người ta áp dụng cho cái sụt đó cho các tỉnh hết. Đây cũng Ừ. cùng một cái sụt đó mà Đúng rồi, cùng một cái suộc. người ta có thể thay đổi thông tin của cái tỉnh đó thôi, thông tin cá nhân, logo, hình ảnh hay là những cái cơ cấu tổ chức đó. Ừ. Đúng, hoàn toàn đúng. Rồi, qua cái bài học này đó thì thầy chia sẻ cho các em là như thế này. À, nếu mà mình triển khai một cái hệ thống thông tin đó thì mình phải cần có một cái phần mềm, mình phải là phần mềm nó gọi là đã được kiểm thử chạy tốt, đúng không? Rồi có một cái phần cứng nó phải đảm bảo được, hoặc là mình có một cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo được cái việc cài đặt và triển khai cái phần mềm đó. Thì đó là về phần cứng và phần mềm. Cái điểm quan trọng nữa đó, rất là quan trọng, đó là cái người để tiếp nhận và sử dụng cái hệ thống đó. Phải về vấn đề về con người, về nguồn lực nữa, phải được đào tạo. Ừ. Rồi sau khi mà mình giả sử như mình đã làm thỏa mãn, con người đã được đào tạo nha, cơ sở hạ tầng đảm bảo, phần mềm đảm bảo rồi, tuy nhiên khi mà mình triển khai, mình không có nên triển khai một cái đồng loạt như vậy được, không có làm được như trong cái dự án cách đây cũng khoảng 20 năm, mình không thể làm được như vậy. Mà trong đó chúng ta phải thực hiện, nó gọi là khi mà mình triển khai trên một cái diện rộng, nó có một cái khái niệm mình gọi là chọn cái điểm điển hình, triển khai điển hình, nó gọi là cái pilot. Thì cái điểm triển khai điển hình đó là gì? Cái điểm mà nó, cái điều kiện về con người, điều kiện về cái cơ sở hạ tầng nó phù hợp cho cái phần mềm mà sẽ triển khai. À, mình có thể chọn một điểm hoặc vài điểm, ví dụ như trong trường hợp cái dự án mình có thể chọn ở Hà Nội, mình có thể chọn ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình chọn ở Cần Thơ. Cẩn thận nữa, ví dụ như mình chọn Cần Thơ hoặc là Đà Nẵng mà mình không chọn những cái thành phố lớn,
Để làm gì khi mà mình triển khai như vậy á, thì mình sẽ xem coi là một cái vấn đề, một cái hệ thống nó hoạt động thực tế như thế nào, nó có những cái gì mà nó được và những cái gì chưa được thì mình khắc phục và triển khai. Chỉ trong cái điểm đó thì cái nguồn lực về con người cũng như là nguồn lực về tài chính chúng ta sẽ tiêu tốn rất ít trong cái lần triển khai cái pilot đó. Sau khi mà mình triển khai trên cái pilot đó rồi, mình sẽ có một cái bài học kinh nghiệm, mình chỉnh sửa, mình tinh chỉnh hệ thống để mà mình mở rộng. Thì chúng ta có thể như vậy là chúng ta phải triển khai trên nhiều giai đoạn, chọn những điểm phù hợp nhất, rồi tiếp tục là dựa trên cái kinh nghiệm của giai đoạn 1 để chúng ta tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, mở rộng giai đoạn 3, vân vân, trong trường hợp cái phạm vi triển khai rất là lớn. Cho nên là ở ở đây cái bài học kinh nghiệm là gì? Như các em đã nói là mình phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ha, về nguồn lực con người nè, nguồn lực về cơ sở vật chất nè, về phần mềm vân vân. Rồi sau đó là gì? Mình phải triển khai bằng cái là chọn cái đơn vị điển hình và phải triển khai vào nhiều giai đoạn. À, chứ không có triển khai đồng loạt như vậy, không có ai mà làm mà trên diện rộng mà đồng loạt như vậy hết nha các em. Rồi như vậy á, thì qua ba cái phần trong cái nội dung tiếp theo thì đã tóm tắt rất là nhanh trong cái bài ở chương 2 ha, thì về các em đọc thêm. Thầy chỉ tóm tắt lại ở lưu ý là mỗi một cái giai đoạn sẽ có các cái công việc, cái mục tiêu của giai đoạn đó, các cái công việc cần hoàn giai đoạn đó khi hoàn thành thì chúng ta cần phải có những cái sản phẩm trong từng giai đoạn là như thế nào, các cái bước để thực hiện trong từng giai đoạn, các cái tài liệu liên quan. Ngoài ra thì có hai cái điểm mà thầy lưu ý các em. Thứ nhất là khi mà mình kiểm thử chấp nhận, thì để mà kiểm thử chấp nhận một cách hoàn hảo thì chúng ta phải có cái các cái gọi là biên bản chấp nhận của người sử dụng hay đã sử dụng qua từng, nếu mà mình có những cái phân hệ khác nhau thì mình cho những cái nhóm người sử dụng thực tế và ký cái bản xác nhận kèm vào trong cái hồ sơ khi mà chúng ta thực hiện bàn giao sản phẩm. Rồi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai lưu ý khi mà chúng ta triển khai trên diện rộng, chúng ta không có thể nào thì triển khai đồng loạt mà chúng ta phải triển khai dựa trên cái sự lựa chọn những cái điểm mà nó có phù hợp về nguồn lực con người, về cơ sở vật chất đang sẵn sàng để mà có thể cài đặt triển khai sử dụng phần mềm. Và dựa trên những cái kết quả mà mình đúc kết đó thì chúng ta mới tiếp tục nha. Hay nói cách khác là ở đây là triển khai trên một cái gì phạm vi rộng thì chúng ta phải phải qua nhiều giai đoạn nha, tùy theo cái phạm vi đó. Thì đó là cái nội dung trong đó thì như lúc nãy thì có nhắc với các em, thì trong cái về phạm vi thì mình phải xác định được tập các cái công việc cần phải thực hiện để tạo ra cái sản phẩm. Và cách xác định cái tập đó thì dựa trên một cái công cụ chúng ta gọi là WBS. Rồi cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các em về làm cái bài tập hen, thì lưu ý nè, làm bài tập số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Làm bài số 2 thì mình chia nhóm rồi, còn bài tập cá nhân thì làm từ bài 2 cho đến bài 7 nha. Buổi sau sẽ sửa bài. Còn một cái nữa là mình còn cái bài tập về ước lượng chi phí ha, mỗi cá nhân phải nộp đến hạn cuối là ngày 26 tháng 7.